Ở đây có câu hỏi của cô Liên Trần ngày hôm nay, có hỏi là xin chú Phúc giải thích giúp tại sao khi nhận năng lượng hỗ trợ chữa lành từ chú thì cảm giác như có một sức ép từ đỉnh đầu cho đến giữa hai tay. Học lớp mấy rồi cô đó? Con không biết luôn, nhắn ở trên Facebook. Chắc là chú phân ra đi, có thể là học lớp 2 rồi hoặc là lớp 3, lớp 4, hai cái đó nó có khác nhau không? Thì mỗi một cái lớp học á, mỗi một cái lớp học anh chị em connect, như là kết nối được với một cái tần số năng lượng khác nhau, và mỗi một cái tần số năng lượng đó nó tác động vào cơ thể mình cũng khác biệt. Chính vì vậy cái sự khác biệt mà chú thường hay dùng cái kỹ thuật của khoa học đó, cho nên 2G, 3G, 4G, 5G đó, 3G, 4G, 5G đó, thì nó sẽ tác động vào trong cơ thể chúng ta để nó chữa lành, và đôi lúc nó làm cho chúng ta cảm thấy không có thoải mái trong những cái thời gian đầu tiên, vì nó đang chỉnh sửa, mà cái tế bào nó đang chỉnh sửa trong cơ thể chúng ta với một cái cường độ là mạnh mẽ hơn, khác thường hơn, thì làm chúng ta cảm thấy là hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục thì một thời gian ngắn nó sẽ được ổn định trở lại, hoặc là anh chị em nhờ những anh chị em lớp lớn điều chỉnh năng lượng lại thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường rất là nhanh. Dạ cảm ơn chú. Chị nhà Kristen thông dịch nha. The first question is, can you please explain? Every time I receive the healing energy from you, Mr. Lee, I feel some kind of pressure going from the top of my head to both of my arms. And Mr. Lee said, depends on the energy level that you are in. Each level contains different level of energy. As I have explained this concept before, it's like using 3G, 4G, and 5G Wi-Fi. If you receive the 3G level, it will be completely different than receiving the 4G level and 5G and so forth. So I would recommend that if you are having this issue, please reach out to the people within the support team so that way they can be able to help you. And if this condition, and also keep practicing, and if the con this condition go away within the next couple of days, then you're okay. Yeah, I'm Samurai.